Ngày 24 tháng 8, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, công tác phòng chống thiên tai và tiến độ xây dựng các công trình tại huyện Kim Bôi. Để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, hiện nay huyện Kim Bôi đang triển khai phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái với 380 ha lúa tại 12 xã. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là bước tiến mới nhằm tiết kiệm thời gian, đảm bảo sức khỏe cho người dân vì không trực tiếp tham gia phun thuốc trên đồng ruộng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Kim Bôi tiếp tục phối hợp với các đơn vị chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp. Đối với công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Kim Bôi, từ đầu năm đến nay, huyện Kim Bôi đã triển khai chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 1, huy động 43,6 nghìn ngày công với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. Trong tháng 5 năm 2021, trên địa bàn đã xảy ra 2 đợt dông lốc, mưa lớn gây thiệt hại về tài sản và hoa màu, ước tính trên 855 triệu đồng. Kiểm tra tại các công trình thủy lợi trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, đối với các công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, cần phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công. Đối với công tác phòng chống thiên tai năm 2021, huyện Kim Bôi cần tiếp tục xây dựng các phương án theo từng mức độ, chỉ đạo các xã thị trấn rà soát các công trình trọng điểm để gia cố, đảm bảo an toàn, triển khai hiệu quả phương châm 4 tại chỗ và có phương án cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh khi có mưa lũ xảy ra.